Phát biểu tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân Hà Nội khai mạc sáng nay, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ngô Thị Doãn Thanh cũng cho biết việc lấy phiếu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu sẽ bắt đầu được thực hiện vào kỳ họp vào giữa năm tới. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ phải triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc đưa luật thủ đô mà Quốc hội vừa thông qua vào cuộc sống. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ có thẩm quyền quyết định 13 cơ chế chính sách đặc thù. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu. Đây là những nhiệm vụ quan trọng phải triển khai trong năm tới và những năm tiếp theo. Ngoài ra, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đó là việc thông qua các loại đất và sửa đổi bổ sung một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền, quyết định chương trình xây dựng nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố, đặc biệt là xem xét quyết định quy hoạch phát triển công nghệ thông tin, quy hoạch nghĩa trang và quy hoạch xử lý chất thải rắn của thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài ra, tại kỳ họp này, thì Hội đồng Nhân dân cũng sẽ thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đối với Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm đang được đông đảo cử tri và nhân dân cả nước quan tâm. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, ước tính năm nay kinh tế Hà Nội chỉ tăng trưởng khoảng 8,1%, thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch và mức tăng cùng kỳ các năm. Tỷ lệ thu ngân sách của thủ đô năm nay cũng đạt thấp.